Xin chào mọi người. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4411 đến chương 4413. Rút lui khỏi địa cầu. Oanh! Trong hư không vũ trụ, chiến hạm ngoài hành tinh đến từ vũ trụ kia thuộc hạm đội có khoa học kỹ thuật siêu cao của đạo môn Trường Xuân đã bị một chỉ của Diệp Thiên diệt sát. Mà tổng bộ của Hiệp hội Siêu Năng Giả được vinh danh là một trong những thế lực tu tiên mạnh nhất uy chấn địa cầu, trong nháy mắt đã bị san thành bình địa, biến mất không còn tung tích. Cùng thời gian đó, vô số cường giả tại Hiệp hội Siêu Năng Giả, cao thì lên tới hóa thần, thấp thì xuống tới thông huyền, toàn bộ đã bị oanh sát thành cặn bã, thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Vô số dân chúng ở bên cạnh tổng bộ Hiệp hội Siêu Năng Giả hay là rất nhiều tu sĩ võ giả nhìn xem một màn này, ngơ ngác giật nảy mình, bàng hoàng cảm thấy khó thể tin nổi. Tổng bộ Hiệp hội Siêu Năng Giả tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình từ phía trên đè xuống, toàn bộ đã hóa thành bột mịn, nhưng bất kỳ thứ gì ở xung quanh đó đều không chịu một chút tổn hại nào. Loại công kích này không chỉ có lực phá hoại kinh người mà độ chính xác lại cao đến mức khiến người phải kinh hoàng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi qua đi, gần như tất cả mọi người mới kịp phản ứng lại. Người hạ xuống đòn công kích này tất nhiên chính là huyền thoại của địa cầu, vì vừa mới rồi một mình xoay chuyển tình thế cứu vớt Lưu Thành kia. Hình ảnh bên trong truyền hình trực tiếp toàn cầu cũng không thấy cảnh tổng bộ Hiệp hội Siêu Năng Giả bị một kích hủy diệt, chỉ còn lại một mình Diệp Thiên đứng ngạo nghễ trên hư không. Vô số ống kính đều nhắm vào anh, nhưng nét mặt của anh vẫn là lạnh nhạt, an tĩnh như nước. Địa cầu của chúng ta là một hành tinh tươi đẹp, nếu như muốn chung sống trong hòa bình, xem như bằng hữu mà đến đây thì chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu như muốn mượn chuyện địa cầu khôi phục linh lực, đem tương lai của địa cầu nắm trong lòng bàn tay, vậy cũng đừng trách Diệp Lăng Thiên ta ra tay ác độc vô tình. Hôm nay Hiệp hội Siêu Năng Giả chính là ví dụ đầu tiên. Địa cầu không chào đón các thế lực tu tiên từ bên ngoài đến đây khai tông lập phái. Tất cả tông phái tu tiên có bối cảnh bên ngoài hành tinh ta hạn định trong thời gian 3 ngày toàn bộ rút ra khỏi địa cầu, cút đi càng xa càng tốt, nếu như vượt qua thời hạn. Lời đã đến đây, ánh mắt Diệp Thiên bỗng trở nên lạnh lẽo, túc xác. Hiệp hội Siêu Năng Giả chính là vết xe đổ của các ngươi. Nói xong, thân hình Diệp Thiên lóe lên hoàn toàn biến mất. Trước ống kính chỉ còn một bầu trời trống trải đầy nắng. Một ngày này cả thế giới đều sôi sục, chỉ cần là người bản thổ của địa cầu thì từng người đều nhảy cẫng hoan hô, chỉ cảm thấy tinh thần đầy phấn khích. Dù sao thì trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, rất nhiều thế lực ngoài hành tinh đã đặt chân lên địa cầu, tuy chưa đến tình trạng thống trị thế giới nhưng cũng là diễu võ dương oai. Những người bản thổ của địa cầu tại bên trong khu vực những thế lực ngoài hành tinh này quản lý gần như đều bị bọn hắn xem như những con vật hèn mọn, hoàn toàn không được để vào trong mắt. Nhưng bây giờ Diệp Thiên vừa về đến liền cho những thế lực ngoài hành tinh này một đòn phủ đầu, chấm dứt sự diễu võ dương oai của bọn hắn ở địa cầu. Điều này đối với dân chúng trên toàn cầu mà nói, đây là một chuyện đại hỷ sự. Trong cùng ngày đó, Hợp Trung Quốc từ trước đến nay luôn cùng Diệp Thiên quan hệ đối địch, càng là làm gương dẫn đầu gửi đi công văn chúc mừng Diệp Thiên trở về, cùng đánh ra dòng chữ bằng tiếng Hoa Hạ thật lớn: Hợp Trung Quốc cùng Diệp Đế Vương hữu nghị trường tồn, mười phần mang ý vị chó xanh. Mà vui sướng nhất dĩ nhiên chính là Hoa Hạ. Diệp Thiên vốn chính là người của Hoa Hạ, bây giờ quay về địa cầu uy chấn thế gian, đối với lực ảnh hưởng trên trường quốc tế của Hoa Hạ không thể nghi ngờ được nâng cao rất lớn. Hiện nay
chính là Hợp Trung Quốc đã từng bá chủ địa cầu đều phải khuất phục tại dưới Hoa Hạ. Hoa Hạ đã ở đỉnh có hương vị đệ nhất đại quốc đương thời. Tại bên trong một thị trấn nhỏ giáp với biên giới Lư Thành, một nữ tử đang nhìn xem khoảng không trống rỗng trong truyền hình trực tiếp, nước mắt đã thấm ướt khóe mi. A Thiên, anh thực sự đã trở về rồi. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt nàng trượt xuống, cũng không phải là vì bi thương mà là bởi vì quá mức vui sướng. Bởi vì hơn 10 năm qua, nàng chưa từng nhìn thấy lại khuôn mặt anh Tuấn mà mình luôn chờ mong thương nhớ. Nguyệt Nguyệt tỷ, tại bên cạnh nàng, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc như dân văn phòng, quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Là Diệp Đế Vương, thực sự là Diệp Đế Vương đó, đã bảo vệ Lư Thành của chúng ta, Lư Thành của chúng ta được cứu rồi. Sau này chúng ta lại có thể vui vẻ đi làm cùng nhau rồi. Nữ tử kia cũng lau đi nước mắt, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, nhưng nàng còn chưa đáp lời, thân thể đã đột nhiên cứng đờ. Lập tức nàng giống như thể thành dao cắt cảm, đột ngột quay người lại, chỉ thấy cách nàng ba bước, một thanh niên cả người thẳng tắp đứng chắp tay sau lưng, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Người thanh niên này xuất hiện đột ngột đến mức không một ai chú ý đến việc anh ta đã xuất hiện như thế nào. Nhưng khi những người xung quanh nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, khuôn mặt của họ đều bị sốc nặng. Người này không phải là cường giả vô địch, mới vừa rồi xuất hiện bên trên màn hình phát sóng trực tiếp một chỉ đập nát lực lượng kinh khủng kia hay sao? Là Diệp Đế Vương sao? Những người xung quanh tất cả đều kịp phản ứng trở lại. Sau đó những tiếng kinh hô nối thành một mảnh, xông thẳng tới chân trời. Mặc dù bọn họ không xa lạ gì với tướng mạo của Diệp Thiên, nhưng phần lớn đều nhìn thấy qua các buổi phát sóng trực tiếp và các video trước đây. Làm sao có thể chấn động bằng tận mắt nhìn thấy như thế này được chứ? Diệp Thiên mỉm cười gật đầu với những người xung quanh, sau đó xoay chuyển ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân nữ tử tuyệt sắc trong trẻo mà lạnh lùng kia. Làm sao thế? Để không đợi anh đến Lư Thành tìm em mà một mình rời đi trước rồi sao? Nữ tướng này chính là Tiêu Văn Nguyệt. Nàng bây giờ đã gần 30 tuổi, nhưng năm tháng vẫn không thể lưu lại vết tích gì trên gương mặt của nàng. Ngược lại càng là lộ ra dáng vẻ trưởng thành, sức quyến rũ của một nữ nhân đã đạt tới đỉnh cao nhất. Nếu như nói trước đây nàng là một quả lục sắc chín, vậy nàng bây giờ chính là một quả đào đã chín mọc, ngọt ngào đến mê người. Tiêu Văn Nguyệt không có bất luận một câu nói nào, chỉ đem tất cả những gì đang cầm trong tay vứt xuống, lao thẳng về hướng Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên cũng dang rộng vòng tay ôm lấy nàng vào trong ngực, ôm nhau thật chặt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô số người xung quanh đều cứng đờ. Nữ đồng nghiệp lúc trước chào hỏi Tiêu Văn Nguyệt, mặt mày cũng là trắng bệch, một vẻ mặt bàng hoàng. Cho tới hiện tại, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Văn Nguyệt xinh đẹp bức người như vậy, vì cái gì mà tuổi đã gần 30 lại không kết hôn. Hóa ra nàng là nữ nhân của bất bại đế vương Diệp Lăng Thiên Na. Một số thanh niên trước kia đã theo đuổi Tiêu Văn Nguyệt nhưng không thành công, giờ phút này càng là co đầu rụt cổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Đây chính là nữ nhân của Diệp Đế Vương, nhìn chung khắp địa cầu, ai dám động vào nàng được chứ? Đi thôi, anh đưa em về nhà. Diệp Thiên tại bên tai Tiêu Văn Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm nói một câu, sau đó hai người cùng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đám người từ Lư Thành chạy nạn ra tới, tròn mắt nhìn nhau. Mà giờ phút này, tràng chủ Huyền Long tôn giả của Võ Đường Đế Hào đang ngồi ở tổng bộ Võ Đường Đế Hào tại Châu Úc, sắc mặt trầm ngưng. Ở trước mặt hắn là từng cái màn hình chiếu, trước mỗi một màn hình chiếu đều có một người đang đứng. Những người này rải ra các nơi ở trên địa cầu, nhưng đều là nhân vật cấp thủ lĩnh cùng nguyên lão của thế lực tu tiên đến từ bên ngoài địa cầu. Mà bây giờ, bởi vì Diệp Thiên xuất hiện và phá hủy chiến hạm của đạo môn Trường Xuân, bọn hắn phải lập tức mở video hội nghị.
tin Diệp Lăng Thiên có thể ngăn cản được năng lực của chiến hạm. Xem ra tu vi của hắn chỉ ít thì cũng đã đạt tới thánh nhân. Đã đến lúc chúng ta phải đánh giá lại Đế Vương Điện một lần nữa rồi. Trong đó có một nam tử thân mặc trường bào màu trắng mở miệng nói ra. Còn có một mỹ nữ khác ăn mặc hở hang cũng trầm ngưng nói. Hắn có thể trong một ý niệm đem hiệp hội siêu năng giả sang thành bình địa đánh giết một đám người mặc chờ, xác thực chỉ có tu sĩ thánh nhân mới thể làm được. Có vẻ như mối lo ngại của Huyền Long tràng chủ trước đó hoàn toàn chính xác là có lý, là chúng ta đã sơ sẩy rồi. Thế nhưng là Diệp Lăng Thiên quá mức phách lối, thế mà tuyên bố để chúng ta trong vòng 3 ngày toàn bộ phải rời khỏi địa cầu. Cho dù hắn có đạt tới thánh nhân cũng tuyệt đối không có tư cách này. Có một nam tử cả người khoác giáp trụ màu đen trầm giọng nói. Không sai, Diệp Lăng Thiên tuy mạnh nhưng cũng chỉ là chúng ta đã đánh giá thấp hắn mà thôi. Chỉ là một thánh nhân bên trong các thế lực lớn của chúng ta, tổng số tu sĩ thánh nhân cộng lại cũng không dưới 60 vị. Chỉ bằng hắn một tên thánh nhân muốn bảo vệ địa cầu, quả thực là nói chuyện viển vông. Ta muốn nói, trực tiếp tập trung toàn bộ các trưởng lão thánh nhân đem Diệp Lăng Thiên cùng Đế Vương Điện nhổ tận gốc, nhìn xem bên trong địa cầu này còn có ai dám đắc tội với chúng ta nữa chứ. Hơn 10 người, mỗi người nói một kiểu, nhưng ý tứ đại thể vẫn không phục Diệp Thiên như cũ. Bọn hắn tuyệt đối vẫn có thể đem Diệp Thiên nhẹ nhõm trấn áp. Mà đến tại lúc này, Huyền Long tràng chủ vốn một mực chưa từng mở miệng, cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu các vị tâm ý đã quyết, ta đương nhiên cũng không tốt mà nói thêm gì nữa. Các ngươi muốn làm gì và liền dựa theo suy nghĩ của các ngươi mà làm đi. Nhưng võ đường đế hào của ta tuyên bố là thế lực đầu tiên rời đi. Một câu nói của hắn trực tiếp để những người khác bên trong hội nghị video biểu lộ đều cứng đờ. Ngày mai ta sẽ xuất lĩnh toàn bộ bộ hạ của võ đường đế hào rút lui khỏi địa cầu. Thế. Clip này là của khuya hôm qua đó. Còn hôm nay không biết là ông ra lúc mấy giờ. Ông mà ra lúc 8-9 giờ tối á, là tới chơi đó. Còn nếu mà ra khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ là thua.